Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 67. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần không khỏi sững sờ. Điều này rất không phù hợp với hình tượng tứ đại kiếm đồ trong tưởng tượng cũng không phù hợp với nội dung của chín đoạn dữ liệu hình tượng mà tân chủ tế đã đưa ra trước đó. Đẹp trai hơn ta nhiều đều là thứ chết tiệt. Lâm Bắc Thần thầm nguyên rủa trong lòng như thế. Hắn tò mò nói, quần mặt này của ngươi có phải là thật không? Không phải là dịch dùng ra đấy chứ. Giang tự lưu cười nhạt nói, thiên diện đã là quá khứ rồi, khuôn mặt này là khuôn mặt vốn có của ta. Bạn học lầm, ngưỡng bộ đại danh đã lâu hôm nay mới gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền làm gì mà khách sáo như vậy lâm bắc thần rất cạn lời nói ngươi vui vẻ hòa nhã như vậy khiến những lời bà ta đã chuẩn bị kỹ càng để mắng ngươi cũng không thể nói ra được mọi người nghe vậy đều không nói nên lời thiêu niên tóc đỏ cười lạnh nói bây giờ cúi đầu nhận sợ ư muộn rồi Lâm Bắc Thần quay lại Nhìn thiếu niên tóc đỏ Lại nói Được Ta nhớ khuôn mặt này của ngươi Lát nữa đừng có mà khóc Ta đánh cho nương ngươi Cũng không nhận ra được ngươi Hắn quay đầu lại nói với Giang tự Lưu chu Bích Thạch nói Lần này ngươi tới đây Là để đánh chết ta sao Giang tự Lưu cười gật đầu nói Đương nhiên Ta sẽ cố gắng hết sức Để đánh chết ngươi Giọng điệu và thần thái của hắn với vẻ mặt mỉm cười và giọng điệu nhẹ nhàng, cảm giác dương như đang ở trên bàn rượu. Nói với bằng hữu rằng nếu có thể hạ gục được ngươi thì hạ gục. Nhưng lọt vào tay mọi người xung quanh thì khiến bọn họ đều lần lượt biến sắc. Lâm Bắc Thần cũng chép chép răng hàm. Người nói chuyện thật sự là không khách sáo. Đừng có hiểu lầm. Giang tử lưu mỉm cười giải thích. Ta không có bất kỳ ý kiến gì với ngươi. Ngược lại, rất ngưỡng mộ ngươi chỉ là bên trên bảo tà xuất thủ mà thôi để biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với người tới lúc đó ta sẽ không đơn tay hy vọng người cũng sẽ không khiến ta thất vọng Thằng nghe nói ngươi là bại tướng dưới tay vệ danh thần cho nên mới trở thành kiếm nô của hắn là bác thần sờ sờ cằm cười hít mắt nói vậy nếu như người thua ta có phải sẽ cân nhắc làm kiếm nô của ta không sang tự lưu lắc đầu nói thế giới rộng lớn, người tay ba lớp lớp xuất hiện, đánh bại ta cũng không tính là gì cả. người có thể đánh bại ta cũng không là gì cả. muốn để ta làm việc cho người, người cứ đi khiêu chiến vệ danh thần, đánh bại hắn rồi nói, mẹ nó, tại sao đã khiêm tốn như vậy chứ? lớp bác thần dùng gón giữa xòa xòa vì tầm nói, um, người khác với những người mà ta đã tưởng tượng. ta có một câu hỏi luôn muốn hỏi ngươi vẫn xin giải thích giúp ta. Giang tự lưu đáp, biết gì nói nấy. Lâm Bắc Thần nói, kỳ biến ngộ bất biến, câu tiếp theo là gì? sang tự lưu hơi khựng lại một lúc, sau đó lắc đầu. Trên mặt của Lâm Bắc Thần cũng lộ ra một chút thất vọng. Hắn không chết tâm, lại hỏi, vì nhân không thức vũ đằng lan, câu tiếp theo là gì? sang tự lưu trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu. Lâm Bắc Thần rất cạn lời Đoán sai rồi Tên này thực sự không phải kẻ xuyên không Hẹn gặp lại trên võ đài Lâm Bắc Thần thất vọng quay người Sang tự lưu trong lòng giấy lên tò mò Vội vang đuổi theo đói Bạn học Lâm Đáp án là gì vậy Lâm Bắc Thần nói Đáp án của câu thứ nhất Là phù hiệu xem góc vuông Đáp án của câu thứ hai Là xem hết phim mèo cũng vô ích Nói ra người cũng không biết Người không phải là người mà ta đang tìm kiếm sang tự lưu nghe được đáp án này Trong lòng càng thêm hoang mang Hai cái đáp án này hắn đều không biết Càng không biết thì càng tò mò Càng tò mò thì càng suy nghĩ Càng suy nghĩ thì càng cảm thấy trong bốn câu Của hai câu hỏi này Nhất định ẩn chứa một bí mật lớn nào đó Nếu không Lâm Bắc Thần với thân phận thần quyến giả tại sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt hỏi mình hai câu hỏi này chứ? ấy da! Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị bước xuống võ đài, đột nhiên vỗ trán, dường như nhớ ra một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Trái tim của Giang Tử Lưu khẽ động, còn cho rằng Lâm Bắc Thần muốn giải thích điều gì đó với mình. Kết quả, liền nhìn thấy Lâm Đại Thiếu trực tiếp xoay người, lượt qua hắn, lượt qua các thiên kiêu khác rồi đi thẳng đến trung tâm lễ đài mở lòng bàn tay ra để lộ ra một lá cờ nhỏ khuôn mặt mỉm cười lớn tiếng nói cửa hàng kiếm khí của phạm đại sư ngày mùng một tháng mười toàn tỉnh cuồng hoan tất cả kiếm khí được giảm giá hai phần trăm các cửa hàng lớn trong toàn tỉnh thống nhất giá bán không lừa ra dối trẻ trên lá cờ chính là bằng hiệu của cửa hàng kiếm khí phạm đại sư sang tự lưu choáng váng hóa ra là quay lại để quay quảng cáo sao? Thực sự là phong cách nhật quán. Hắn mỉm cười quay người bước xuống dưới lễ đài. Người này rất thú vị. Đáng tiếc, mình phải tự tay đánh chết hắn. Còn các thiên kiều hàng đầu kia, ánh mắt của bọn họ càng ngày càng khinh thường. Tham tiền háo sắc, chơi bời lêu lộng, ăn chơi trác táng không chịu thấu. Loại thiên kiều hàng đầu đến từ một nơi nhỏ bé như Vân Mộng Thành này quả thực rất mất mặt. Làm bạn với người này, quả thực là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Rất nhiều quan viên và giáo viên dẫn đội của học viện từ đằng xa bước tới, càng không nói nên lời. Chỉ có các thị dân của Vân Mộng Thành, sau khi hơi im lặng một lúc, đột nhiên không khỏi bật cười. Cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc và thân thiết vô cùng. Lâm Bắc Thần quả nhiên vẫn là Lâm Bắc Thần không phải vì trở thành thiên kiêu hàng đầu mà kiêu ngạo. Thôi hạo ngồi trên khán đài vip trên mặt nở nụ cười. Ưng ừ phu kỵ và các quan viên của tỷ giáo dục tỉnh, cũng như giáo viên dẫn đội của các đại học viện đều mặt không biểu cảm. Tiếp theo là phần bốc thăm. Sau 18 người lần lượt rút thăm, thẻ số tương ứng với mình. Sau đó trận pháp huyện phản tính toán, công nhân giao đấu với nhau hệ thống thắng một loại một, cho đến khi nào người chiến thắng cuối cùng được xác định thì sẽ là người đứng đầu cuộc thi giao lưu lần này. Cuộc thi giao lưu vốn dĩ chỉ là một sự kiện tạm thời, mặc dù quy cách cao nhưng sẽ không kéo dài quá lâu. Lâm Bắc Thần rút được số 21, cùng với các thiên kiều khác đến khu vực trợ chiến. Hai thiên kiêu hàng đầu đóng vai phụ đã đánh nhau trên võ đài. Không hồ là thiên kiêu hàng đầu của các đại thành vừa ra tay thực lực ngang ngược hóa ra đều là tu vi cảnh giới võ sư cấp 4 một người hệ thủy một người hệ hỏa lửa bắn tung tóe khung cảnh rất mạnh bạo sau thời gian khoảng một tách trà thiên kiêu hệ hỏa đã thắng lợi và bước vào vòng sau sau thời gian một nén nhang đã đến lượt của lâm bắc thần đối thủ của hắn vô cùng trùng hợp chính là thêu niên tóc dài màu đỏ lửa nhiều lần mở miệng chế diễu hắn trước đó. Đây chính là một niềm vui bất ngờ. Thiêu niên có mái tóc dài vòng đỏ, vô cùng vui mừng. Đúng vậy. Lâm Bắc Thần cười hiếp mắt nói, ta sẽ khiến cho ngươi thua thật là khó coi. Thiêu niên tóc đỏ ngoắc ngoắc tay nói, đến đây, cho người cơ hội trả tay trước. Lâm Bắc Thần nói, trước tiên chờ đã. Thế nào, ngươi sợ rồi à? Thiêu niên tóc đỏ cười lạnh. Lâm Bắc Thần phớt lờ hắn, từ trong vài trùng tét đích, trực tiếp tải xuống cờ hiệu của cửa hàng ngọc khí lưu quang châu báu. Động tác thành thạo bày ra trước mặt mọi người xung quanh và các ống kính thiền lý mục, sau đó tuyên đọc quảng cáo. Thật lưng của lưu quang châu báu, không con nữ thần không kéo xuống được. Đối với khách hàng cũ, Lâm Bắc Thần trước giờ đều rất chiếu cố. Không chỉ triển hiện ra mà còn kính tặng một bài quảng cáo tự biên rất gieo vận. Dù sao thì hắn thân là một công tử ăn trời trác táng, không có học thức. Có thể gieo vần như vậy đã vượt quá trình độ phát huy rồi. Xung quanh lập tức cười ô lên. Ở phía xa, lão trình của cửa hàng cọc khí lưu quang châu báu cười đến sắp rách cả miệng. Đủ ý tứ. Câu quảng cáo này trong lẳng lơ, mang theo sự thô tục. Nhưng mức độ truyền bá chắc chắn đã đủ. Không hồ là đối tác của vòng chung kết cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần đó cần nhắc đầu tư thêm vào lão trình rất hưng phấn trên võ đài thiêu nền tóc đỏ lại tức giận người đây là đang tìm cái chết hắn tay trái bóp chặt ấn kiếm tiết lửa lấm tàn lấm tấm lấp lóe trên trong không khí từng đám lửa huyễn hiện ra thiên hỏa kiếm một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn kiếm thức vừa thi triển thì một đám lửa màu đỏ liền bắn ra, uyển hóa trong một thanh trường kiếm dài 3 mét và vỡ sóng khí chém về phía của Lâm Bắc Thần. Tù vi cảnh giới võ sư cấp 4 được thể hiện một cách tỉnh tế. Người đang chơi đùa với lửa trước mặt ta ư. Lâm Bắc Thần bật cười. Người hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của ngọn lửa. Hắn há miệng và hít một hơi. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm lửa dài 3 mét kia ngay lập tức bị hút vào trong miệng hắn, giống như ca vòi hút nước. Cái gì? Thiêu điện tóc dài màu đỏ sừng sốt. Xung quanh võ đài cũng vang thêm tiếng ồn ào. Cái này cũng quá khỏa trường rồi đấy. Nuốt trứng hỏa diễm, khụ khụ, phốc. Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng, lại phun ra ngọn lửa màu đỏ kia. Mùi vị này không ngon. Hắn che miệng với biểu cảm giống như ăn phải phân. Lần trước ăn chân lòng tử viêm của Dư Vạn Đông, mùi vị rất là ngon. Cho nên hắn có chút ghiền, trực tiếp nuốt chừng ngọn lửa của thiêu niên tóc đỏ vào trong miệng. Kết quả, mùi vị đặc biệt khó ăn, con chưa kịp nuốt xuống thì đã trực tiếp phun ra. Hắn ho khẳng quá mạnh, đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra. Chất lượng của ngọn lửa này không xong. Xem ra sau này cũng phải chọn lửa một chút, không thể lửa nào cũng ăn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Sự kinh ngạc trên khuôn mặt của thiêu niên tóc đỏ dần dần tiêu tan, lại cười lạnh nói. Đúng là thư không biết sống chết, làm mau quá đấy. Hà <laughs> hà, Lâm Bắc Thần, hôm nay chính là lúc người rơi vào cát bụi, người nhớ cho kỹ, tên của ta là... Đừng đừng đừng, Lâm Bắc Thần nói, ta mắc chứng sợ đổ ngốc, tuyệt đối đừng nói tên của ngươi. Tìm chết. Thiêu niên tóc đỏ nổi giận đùng đùng, người kiếm hợp nhất, lửa quang toàn thần lập lóe, bay lên không trung 6 mét, giống như một quả cầu lửa phóng ra nhiệt lượng vô tận, bao lấy kiếm quang, chém về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng yên không nhúc nhích. Hắn thản nhiên giơ tay lên, bắt lấy lưỡi kiếm trong ánh lửa chói mắt. "Ồ, ta thật sự ghen tị với ngươi." Lâm Bắc Thần nói. Tại sao ngươi chơi với lửa lại không bị đốt cháy y phục chứ? thiếu niên tóc đỏ vừa kinh ngạc vừa tức giận ra sức giải ruộng nhưng không hề lay chuyển thanh kiếm trong tay hắn một chút nào cả cả người bị lâm bắc thần nắm chặt kiếm hất lên trên không trung đi lâm bắc thần lắc cổ tay rắc 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 chân cái màu đỏ ngay lập tức nứt ra từng tấc một thiếu niên tóc đỏ từ trong không trung bay ngược ra miễn cưỡng rời xuống võ đài cánh tay cầm kiếm đã mềm nhũn ra không nhấc lên được người hắn vô cùng kinh ngạc nhìn lâm bắc thần đến mà không đáp lễ thì không hay lâm bắc thần nhếch miệng cười nói người cũng thử tiếp một chiêu của ta đi đôi tay của hắn trong không trung bóp ra một ấn kiếm một đám lửa màu đỏ cam hiện lên trong hai lòng bàn tay theo với sự đóng cửa của bàn tay hỏa long ngâm như có như không xuất hiện trong không trung. Quân chúng ở gần võ đài không khỏi bị tai lại. Âm thanh của hỏa long ngầm có một sức mạnh kỳ lạ, dường như xuyên thấu vào trong linh hồn của người nghe, đột cháy tất cả mọi thứ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời ngọn lửa màu đỏ cam hóa thành một thanh trường kiếm dài một mét, kiếm hóa thành hình rồng dường nành múa vuốt. Thành kiếm của đại lòng diễm, chấn kiếm thức, đi lâm bắc thần đưa tay đẩy ra thanh kiếm hỏa lòng xuyên qua không trung không hay rồi thiếp điện tóc đỏ vô cùng hoảng sợ một cỗ uy hiếp diệt vong khó tả xông thẳng vào mặt hắn hắn hoàn toàn không có chút lòng phản kháng nào ngay lập tức né tránh như một con lửa lăn lộn Hỏa long kiếm cào thét vụt qua bên cạnh hắn nửa mét nhưng hắn đã bị dư âm của cỗ lực lượng này chấn động bay ra ngoài hùng hãn đập vào vòng bảo vệ trên võ đài, phụt ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp ngã xuống đất. Thành kiếm đại lòng diễm đập vào vòng bảo vệ trên võ đài. Tấm chắn đột nhiên vụt sáng, đồng thời bị lõm ra ngoài. Toàn bộ võ đài run rẩy kịch liệt. May mà được gia trì và tăng cường tạm thời trước đó. Vòng bảo vệ có sức phòng ngự, có thể chịu được đòn đánh của tông sư. Cuối cùng vẫn triệt tiêu được uy lực của thanh kiếm đại long diễm khôi phục lại trạng thái bình thường thiếu niên tóc dài màu đỏ với vẻ mặt khó tin lớp bắc thần cũng ngẩn cười theo bản năng nói ây già thực xin lỗi lần đầu tiên thi triển kiếm pháp này trượt tay mất Phọc thiếu niên với mái tóc dài màu đỏ lại phun ra một ngụm máu hoàn toàn ngất đi thắng bại đã rõ lớp bắc thần nhìn đôi tay của mình vô cùng hạnh phúc ta thật là mạnh mẽ. Trên ký hỏa vệ đại lòng diễm do tần chủ tế ban tặng này, uy lực thật đáng sợ. Mình mới tu luyện có mấy ngày, dựa vào điện thoại tử thần, nằm vững kiếm thứ nhất chấn kiếm thức trong đại lòng diễm bát kiếm. Vừa ra tay, đã đánh phải thiếu điền tóc dài màu đỏ, có thực lực cảnh giới võ sư cấp 4 này chỉ trong chớp mắt. Một kiếm đó đã lướt qua thiếu điền tóc đỏ ngoài nửa mét lực chấn động vẫn làm cho hắn choáng mà ngất đi. Nếu nhìn là một cú đánh trực diện, Ella đã trở thành trò cốt rồi, đúng chứ? May mà trước khi hắn trả tay, đã cân nhắc đến sự đáng sợ của ngọn lửa, cho nên đã thu tay một chút. Nếu không thiếu niên này, mặc dù hắn mồm thối, nhưng Lâm Bắc Thần thật sự không phải là kẻ cuồng giết người, không phải là vấn đề nguyên tắc. Hắn không thể làm tới mức người ta mắng hắn mấy câu thì đã giết người được. Xoét Một bóng người bay lên võ đài Là giáo viên dẫn đội Của thiếu niên tóc đỏ kia Hắn đỡ thiếu niên dậy Kiểm tra tình trạng của hắn Rồi mới chắp tay với lâm bắc thần Với vẻ mặt bất cảm nói Đã tạo bạn học lâm thủ hạ lưu tình Đây là người hiểu chuyện Lâm bắc thần gật đầu không nói gì Trận đấu võ đài này cứ thế kết thúc Hắn bước vào vòng tiếp theo còn những thị dân của Vân Mộng Thành xem chiến xung quanh. Các giáo viên và học viên của học viện sơ cấp số 3 lại điên cuồng hét lên hoan hô, tự hào về màn trình diễn của Lâm Bắc Thần. Vốn dĩ rất nhiều người vẫn lo lắng, Lâm Bắc Thần dù sao cũng chỉ là thiên kiêu hàng đầu của một tiểu thành như Vân Mộng Thành. Liệu có không bằng anh bằng em so với những thiên kiêu chân chính đến từ các đại thành và các cơ sở giáo dục do sở giáo dục trọng tấn hay không. Dù sao thì Vân Mộng Thành thực sự quá nhỏ, quá lạc hậu. Nhưng không ngờ rằng tên công tử quần là áo lượt này, ngày trận đầu tiên đã cho mọi người một khởi đầu tốt đẹp, sảng khoái. Đủ tiếng reo họ khen hay không rất bên tai. Bầu không khí của hiện trường vô cùng sôi động. Đặc biệt là nhan sắc của Lâm Bắc Thần, có đẹp ngất ngưởng như vậy, càng khiến cho vô số chị em phát cuồng về phần tại sao lâm đại ăn trời trác táng từ một tên hệ thủy biến thành hệ chơi lửa nhật thời các thị dân bình thường vẫn chưa suy nghĩ kỹ còn đối với các thiên kiều hàng đầu đến từ các thành thị khác trên mặt lại hiện lên vẻ ngưng trọng chẳng trách hắn lại có thể trở thành thần quyến giả tên này có vốn để kiêu ngạo rất đáng xem trọng chỉ có một số ít người như giang tự lưu sắc mặt từ đầu đến cuối như một không có một chút biến hóa. Lòng gầm nhất kiếm của Lâm Bắc Thần chấn động vòng bảo vệ của võ đài, cũng không thể khuấy động những làn sóng nhỏ nhất ở sâu thẳm trong mắt của họ. Cuộc thi giao lưu vẫn tiếp tục, đến lượt Giang Tự Lưu xuất trận. Sự xuất hiện của Giang Tự Lưu cũng dẫn tới chấn động không nhỏ. Dù sao cũng là thiên kiêu cấp bậc cao quý của tỉnh lỵ Triều Huy, nổi danh ở bên ngoài người tại phong ngữ hành tinh luôn có sự tôn kính và khát vọng rất lớn đối với tỉnh lị. Trên thực tế, triều huy thành cũng hoàn toàn xứng đáng là trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị độc nhất vô nhị của toàn bộ phong ngữ hành tinh. Địa vị trí cao vô thượng, các thành phố khác hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Có thể áp đảo tuấn kiệt cùng trang lứa với triều huy thành, thì thực lực của giang tự lưu cũng có thể tưởng tượng ra được. Huống chi Trên người tên này còn có rất nhiều truyền kỳ đặc sắc Mẫu chốt chính là tướng mạo của hắn Vô cùng anh Tuấn Chỉ kém một tí xíu nữa Là sánh ngang với Lâm Bắc Thần mà thôi Cũng không biết là ai dẫn đầu Trong đám người bỗng dừng vàng lên tiếng vỗ tay Tiếng vỗ tay rào rào như sấm Suy cho cùng hắn chính là thiên kiều Của phòng cử hành tịnh Nói nghiêm trọng hơn một chút Thì cũng coi như là người mình Mẹ nó, Độ nổi tiếng của tên này cũng ghê vậy hả Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận Sự ghen ghét khiến gương mặt của hắn thay đổi khác lạ Trên võ đài Giang học trưởng Mong được chỉ giáo nhiều hơn Thiên kiều Lý Ninh Của tỉnh Thiên Thảo Tại Bầu Thành Với thân hình khôi ngô Chạp tay nói Giang tên lương mỉm cười Không cần cách giáo Cứ cứ việc ra chiêu là được Lý Ninh lét mặt nghiêm túc chút trường kiếm ở bên eo ra. Sau đó toàn thân hiện lên ánh sáng huyền khí màu xanh. Rõ ràng thuộc tính của hắn là huyền khí hệ mộc. Trong lúc thúy quang ré lên, một sắc xanh lan tràn bộc phát ra. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện từng ảo ảnh bãi cỏ. ngay lập tức, toàn bộ bề mặt võ đài dường như hóa thành một vùng thảo nguyên. Giang tử lưu đứng giữa thảo nguyên, vẻ mặt bình tĩnh. Giang học trưởng, cẩn thận, Lý Ninh dựng thẳng kiếm trước ngực, hào quang sắc xanh ở thần kiếm vô cùng thịnh vượng. Tay phải của hắn bấm quyết ấn kiếm, cái đó ấn vào trong thần kiếm. Dẫn đầu tiên của kiếm thức, nhật kiếm điệp thiên thúy, giết. Theo tiếng hét của Lý Ninh, cái cỏ trên võ đài bỗng dưng hóa thành từng nhát kiếm quang bén nhọn màu xanh. Vô số cỏ cây đồng loạt đâm lên, tự như cuồng phong bão táp cuốn tới, bắn về phía giang tự lưu. Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc. Uy lực của chiến khí hệ mộc đúng là kinh người. Xung quanh nơi đây, căn bản không có chỗ nào để trốn. Nếu như sau đó gặp phải người này thì tuyệt đối không thể cho hắn dẫn kiếm thức để kết thúc. Trước khi hắn hoàn thành việc chỉ dẫn, phải giành được lượt công kích đầu tiên. Nếu không thì khi rơi vào trong vùng thảo nguyên kia, chỉ sợ sẽ bị cỏ xanh đâm liên tục không dứt nét mặt của Giang tự Lưu không hề thay đổi. Chỉ thấy xung quanh hắn mơ hồ lưu chuyển một tầng mây âm u. Giữa tầng mây, anh điện chớp nháy. Điều này làm nổi bật cả con người của hắn, trông tựa như thần linh chính giữa trời đất. Kim quang xanh vượt dừng lại trước người hắn nửa mét. nhận thực đúng là rất mạnh. Có điều thiếu tính linh hoạt, kim quang phân tán quá nhiều, ngược lại khiến cho uy năng bị hao mòn, không mạnh nhưng lại tỏ vẻ cường đại, gần thật xa ảo, ẩn dấu công kích chân chính vào trong hàng ngàn kiếm quang, có thể làm cho uy lực của nó tăng thêm một bậc. Giang tự lưu như giáo sư chỉ điểm cho học sinh, vừa cười vừa nói. Hắn vừa dứt lời, âm âm, tiếng sấm cuồn cuộn. Tiếng sấm đợt này không hẳn là quá vang, nhưng trong nháy mắt, kiếm quang xanh vượt ở xung quanh, nhanh chóng hóa thành từng tầng bụi bặm phiêu đãng trong hư không ngay cả sắc xanh trên mặt đất võ đài cũng biến mất theo nó Cương mặt của Lý Ninh lóe lên một tia tái nhợt, hắn chắp hai tay nói, chỉ với một suy nghĩ của Giang học trưởng đã có thể hóa giải triều thức mạnh nhất của ta, ta xin nhận thua, chỉ là một chiêu vừa nãy của ta đã đến điểm cuối rồi, phải làm sao để gần có thì thật mà xa có thì ảo đây. Giang Tử Lưu hơi mỉm cười nói, huyền khí hệ mộc không cần luôn luôn cầu thịnh khi khô thì khô không phải biết lực lượng của thảm thực vật ý nghĩ của cỏ cây tất cả đều thuộc cách được và mất trên thiên hạ sao có cây cỏ trường thịnh mãi không cạn chứ lý ninh bàng hoàng vô cùng sau đó hắn hiểu ra tất cả vui mừng nói đa tán giang học trưởng đã chỉ điểm ta hiểu rồi hắn vui mừng nhảy khỏi võ đài so với việc giành chiến thắng còn vui mừng hơn xung quanh võ đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm khỏi cần nghi ngờ gì nữa biểu hiện vừa rồi của giang tự lưu trong nháy mắt đã chinh phục được tất cả khán giả khiến đối thủ tâm phục khẩu phục nhận thua lòng vui vẻ phục tùng cái loại mị lực này người bình thường tuyệt đối không làm được gương mặt của lâm bắc thần lại tiếp tục biến sắc hắn vốn cho rằng tên giang tử lưu này cũng chỉ mạnh hơn bót là tao phá tiên kia một chút thôi Ai mà biết hắn lại mạnh như vậy Tạo phát thiền có sách dạy cho Giang Tử Lưu Cũng không xứng đáng Đây chính là một quái vật tinh anh Không dễ xử lý cho lắm Trên võ đài thắng bại đã phân Trận đấu kết thúc Sau đó lại có hai thiên kiều lên đài Đánh nhau bùm búc Ánh lửa kinh khủng bắn ra bốn phía Lâm bác thần dáng vẻ quái dị Nhích đến trước mặt Giang Tử Lưu Lại nói Nói đi Người thật sự không suy nghĩ một chút à? suy nghĩ cái gì Giang tử lưu ngơ ngác nói Lâm bác thân trả lời Người thấy đó Người bị vệ danh thần đánh bại Bị ép trở thành kiếm nô Việc này rõ ràng là do vệ danh thần quá đáng Tại sao phải là nô chứ Không thể thoải mái là một cá thể độc lập sao Nếu được người bị ta đánh bại Thì đến đầu nhập vào ta này Ta sẽ không để ngươi làm nô Mà để ngươi làm người Thế nào Làm người Đúng 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 không muốn làm kiếm nô của vệ danh thần thì làm người của ta chính là kiếm nhân đó người thấy sao tiện nhân giang tư lưu lập tức dở góc dở cười hắn lắc đầu nói bạn học lâm ta biết suy nghĩ của người linh hoạt nhưng loại thủ đoạn vòng vò mắng người này không thể nào làm loạn được trạng thái của ta hơn nữa thay vì làm văn ở phương diện này còn không bằng suy nghĩ việc để cao thực lực của bản thân hiện tại tu vi của người ngoại trừ chút ngọn thửa quái dị kia thì hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Thật sự không xem xét lại sao? Lâm Bắc Thần vô cùng tiếc nuối. Đúng rồi, bây giờ tu vi thực sự của ngươi là bao nhiêu? Nói đi, để ta còn có lòng chuẩn bị tâm lý nào. Võ đạo tông sư huyền khí lôi hệ cảnh giới cấp 4. Giang Tử Lưu không chút do dự nói ra, "Tha ta, Lâm Bắc Thần hỏi. Giang tự lưu trả lời. Trước giờ ta không hề nói dối với nam nhân. Ấy. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, lập tức đáp lời. Thế là người thường nói dối với nữ nhân hả? Hừ, <laughs> đồ trai hư. Giang tự lưu đánh mắt với Lâm Bắc Thần, sau đó mỉm cười nói. Bởi vì nữ học viên theo đuổi ta quá nhiều, ta có chút ứng phó không đổi, cho nên ta thường nói dối với bọn họ mà trong khoảng thời gian dài như thế, chuyện tà bộc vẹt lớn nhất từng nói với họ chính là ta thích đàn ông. Hả? Lâm bác Thần đỡ cả người. Trong nháy mắt, cục hòa của hắn chợt lạnh buốt. Lúc này hắn mới phát hiện ra, khi hắn đến gần Giang tự Lục, thì xung quanh có vài người dùng ánh mắt kỳ quái mang theo một tiếng mập mờ không rõ. Lẽ nào bọn họ cho rằng, ôi rồi ôi, hiểu lầm đáng chết này tạm biệt. Lâm đại thiếu như điện giật vậy, nhanh chóng chạy về chỗ hồi của mình. Sau một nén nhàng, lại đến lượt thứ tự võ đài của Lâm Bắc Thần. ấy thật sự là... Trên võ đài, Lâm Bắc Thần liếc nhìn thiếu nữ tóc vàng nhạt phía đối diện. Hắn nở nụ cười nói, không phải oan già chắc chắn không gặp nhau, ha ha ha, lại gặp rau rồi nhỉ. Lần này ta sẽ cho người biết cái gì, gọi là tàn nhẫn. Mở miệng là nói lời hung ác Trước tiên cứ hù dọa nhau cái đã Rồi tính tiếp Trước đó cô nương này Cùng với thiếu niên tóc đỏ kia Đã không ít lần mỉa mai hắn <laughs> Thêm đứa tóc dài màu vàng nhạt Mắt hạnh trừng lên Lúc mày liễu dựng thẳng Đồ cặn bã háo sắc Là bác thần chấm hỏi luôn Con mẹ nó Ta trên gây lúc nào chứ Có thể ăn nói cẩn thận một lúc không Thì võ mà thôi Mọi người tập trung vào công kích cá nhân Ngươi vậy mà dùng bạo lực ngôn ngữ với ta sao Phạm quy rồi đấy Lâm Đại Thiếu cảm thấy vô cùng tức giận Nếu đã ngậm máu phun người như thế Vậy thì ta sẽ dây cho ngươi xem Ha 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 Là ngươi nói đấy nhá Lâm Bắc Thần búng tay một cái Một đám lửa sắc cảm xuất hiện Trên đầu ngón tay hắn hey, hey, hey. Nói thật với người Thì hòa diễm này của ta Mà điên cuồng lên ngay cả quần áo tà cũng bị đốt cháy. Lâm bác thần đắc ý cười to. Hai tay của thiếu nữ tóc dài màu vàng nhạt nắm một cái trong hư không. Nguyên khí hệ thủy bầu sành biếc ngừng tụ thành hai trường kiếm dài mọc Nàng nắm trong tay. Dưới ánh nắng mặt trời, nó tàn phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong chớp mắt, trên đôi đài vang lên tiếng thủy triều rạt bờ. <laughs> Đồ háo sắc, thủy khắc hỏa. Không ngờ tới phải không? Hôm nay người đã định trước lại sợ bại trong tay ta Nàng vô cùng tự tin ừ. lớp bác thần gập ngón búng một cái Bùng Một chút hỏa tình đột nhiên bay về phía thiếu nữ kia Bách luyện phong chỉ nhu Thiếu nữ tóc vàng nhạt kia thét lịch Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng đâm ra Ánh nước màu xanh lam đang không ngừng lưu chuyển Thần kiếm bỗng dừng hóa thành Hai cột nước thu mảnh to bằng ngón tay một cột có hỏa tinh màu cam cuốn chặt một cột trực tiếp lao thẳng đến trước mặt lâm bắc thần kiếm khí sắc bén lao đến mạnh ghê lâm bắc thần chỉ cảm thấy cỡ bắp cả người đau nhức thực lực của thiếu nữ tóc dài vàng nhạt kia nằm ngoài tưởng tượng của hắn không hổ là thiên kiều cao cấp của thành phố lớn khác trên kỳ hệ thủy thế này so với bích hải tam kiếm hắn tu luyện trước đó còn mạnh hơn một chút nhưng mà vẫn không có tác dụng đâu. Thiếu nữ, người hoàn toàn không có hiểu biết gì về lực lượng cả. Lập Bắc Thần nắm chặt tay, nện ra một quyền. Nằm đấm bung được một nửa, liền xuất hiện ánh lửa màu cam. Hình ảnh này cực kỳ có cá tính. Lực lượng càng như khai sơn tích địa. Trên gương mặt thiếu nữ kia, để lộ vẻ đắc ý. Nằm đấm nện lên cột nước to bằng ngón tay đó. Một tiếng ầm vang dữ dội hơi nước nghi ngút bốc lên hơn nửa cột nước nháy mắt bốc hơi một nửa cột nước còn lại vậy mà vẫn còn sống nó nhanh chóng phân hóa thành những sợi tóc nhỏ sau đó nhanh chóng vờn quanh ngọn lửa trên nắm đấm của lâm bắc thần tựa như con rắn nhỏ linh hoạt quấn chặt lấy cánh tay của lâm bắc thần ấy Ê... gương mặt của lâm bắc thần đầy lộ sự kinh ngạc sức quấn của sợi tóc kia giống như sắt thép khi lực rõ ràng vô cùng lớn. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy đốm lửa nhỏ mà bản thân búng ra, bị một cột nước khác dùng nhu kình ngăn cách ở giữa. Từng sợi tơ mảnh mai như sợi tóc, tạo thành một cái kén trọng suốt, nó phòng ấn ngọn lửa sắc cam vào chính giữa. Ai bên là người không có hiểu biết gì về lực lượng đây? Thiếu nữ tóc dài màu vàng nhạt mỉa mai cười mà nói. Cái đó, nàng lập tức xuất chiêu, quả cầu nước màu xanh đang phong ấn đám lửa bay về trước người của nàng. Ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn đỡ lấy quả cầu. Suy nghĩ nàng khẽ động. Quả cầu xanh biếc đó lập tức xoay tròn. Được phản xạ dưới ánh mặt trời như sóng vụn lưu chuyển. Làm nổi bật lên ngọn lửa màu cam bị phong ấn trong đó. Hình ảnh ấy vô cùng mỹ lệ. Khống chế mới là chân lý của lực lượng đuôi tóc dài màu vàng nhạt của thiếu nữ tung bay. Trên khuôn mặt xinh đẹp căng tròn bóng mượt kia hiện lên sự tự tin. Xung quanh lôi đài vang lên tiếng hồ vàng dữ dội. Thuật khống chế huyền khí rất điều luyện. Sở ngân thán phục nói. Một chiêu của thuật khống chế này, cho dù là hắn, cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn không bằng. Phan Huy vẫn như có điều suy nghĩ. Trình độ khống chế của thiếu nữ này đối với huyền khí hệ mộc đã đạt đến mức cực hạn. So sánh ra, thì không chế của Lâm Bắc Thần đối với hỏa diễm vẫn dừng lại ở cảnh giới ban đầu. Lâm ca ca sẽ thua sao? Hắn bất hối căng thẳng xoắn cả hai tay lại. Chưa chắc. Phan Nguyên Mẫn khẳng định chắc nịch. Của gái này mạnh ở phương diện khống chế huyền khí, nhưng thuộc tính hỏa diễm của Lâm Bắc Thần rất đặc biệt. Hơn nữa lực lượng nhục thần rất biến thái. Chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng thì không thể chắc chắn cần khoảng thời gian rất dài. Hắn còn chưa dứt lời, binh chỉ thấy cánh tay mà bị sợi nước to màu xanh quấn chặt của Lâm Bắc Thần bỗng dưng kêu âm một tiếng rồi nứt toát ra, hơi nước bốc lên. Ngọn lửa sắc cam lộ ra từ cánh tay phải. Thủy văn từ nước xanh biếc kia nổ tung. Quần áo ở cánh tay phải của Lâm Bắc Thần cũng biến mất theo đó. Dưới hơi nước dày đặc, áo choàng mặc trên người lâm bắc thần nhiễm lên một tầng sương mù trông có vẻ ướt át may mà hắn không vô thức thôi động huyền khí hỏa diễm để hong khô hơi nước trên quần áo mà không thì phải trần như nhộng chạy nhòng nhòng trước mặt mọi người rồi hả Tiểu đứa tóc dài màu vàng nhạt cũng lộ ra vẻ chấn động một chiếc bách luyện phòng chỉ nhù của nàng ta chỗ tình diệu nhất chính là những sợi tóc thủy phan kia nhìn như sợi tóc nhưng lại chính là thủy huyền chi tinh do huyền khí hệ thủy ngưng tụ mà thành sợi tóc thô mạnh nhưng chúng nó có bộ cổ cứng như cách dây thép nàng từng dùng một sợi thủy huyền chi tinh cắt đứt cột thép với đường kính một mét vừa nãy dựa vào thủy huyền chi tinh quấn chặt cánh tay của lâm bắc thần chỉ là một cảnh cáo mà thôi chứ nàng chưa từng nghĩ thực sự muốn xoắn nát cánh tay của hắn. Chỉ cần Lâm Bắc Thần nhận thua và nhận lỗi thì nàng sẽ thu hồi lực lượng. Ai mà ngờ được, Lâm Bắc Thần đã có thể trong nháy mắt phá hỏng thủy huyền tinh chi của mình. Tiểu nữ tóc dài màu vàng nhạt kia thất thanh kêu lên. Người! Lâm Bắc Thần với gương mặt dữ tợn. Hắn liếc nhìn quần áo ướt dũng của mình. Đỡ nhận à, người dám làm ướt ta sao? Thiêu nữ tóc dài màu vàng nhạt ngây ra chốc lát, sau đó bỗng dừng nàng nổi giận như báo mẹ. Hừm, đồ háo sắc, còn nói lời tục tiệu ư, cầm miệng ngay, ta phải giết ngươi. Lâm bác thần chấm hỏi, quả đáng lắm nha. Ta nói sai cái gì à? Người thật sự làm ướt ta mà. Tạch. Hắn búng tay một cái rồi nói. Vậy thì cũng phải để cho người biết được nhiệt độ của ta. Hắn vừa mới nói xong. Bùng. Ngọn lửa màu xanh bị phong ấn trong một quả cầu nhỏ kia bỗng dừng lóe lên năng lực bùng nổ cực mạnh Sự anh điện sàn lẫn lửa đỏ nó liền thiêu rụi quả cầu bậu xanh việc đó hơi nước mù mịt ngọn lửa bập bùng chuyện này không thể nào thiếu đức kia thét lên phong ấn thủy huyền trì tinh của bản thân chính là sức mạnh ngay cả bán võ đạo tông sư cũng có thể phong ấn được vừa nãy đám lửa nhỏ kia vốn đã bị hoàn toàn ngăn cách với đầm bắc thần Tại sao còn chịu sự khống chế của hắn mà phát nổ cơ chứ? Được khống chế của đầu háo sắc này, đối với huyền khí rõ ràng vẫn ở trong giai đoạn sơ cấp vô cùng cầu thả. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng bước chân của thiếu nữ tóc dài này lại vẫn ổn định, nàng đang tính phản kích như thế nào. Đúng lúc này, nàng trong thấy Lâm Bắc Thần ở phía đối diện đang mở to mắt, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn bản thân. Người nhìn cái gì? thiếu nữ tức giận trừng mắt lửa lớp bóng thần chỉ vào tay áo nàng nét mặt rất khác lạ hắn nói người đang cháy kìa thiếu nữ cúi đầu mà nhìn vừa nhìn đã bị dọa cho nhảy dựng lên trên tay áo của nàng có một đốm lửa nhỏ màu cam đang dần dần cháy lên quần áo nó đã đốt sạch một vùng ống tay độ ra da thịt trắng nõn mượt mà bên trong nhưng vấn đề chính là tại sao lại không cảm nhận được độ nóng của đám lửa này chứ. Nàng vội văng Chìa tay ra phủi đi. Kết quả không phủi còn tốt. Nàng vừa phủi thì đốm lửa kia để bắn ra. Nó tiếp tục dày lên một cánh tay khác của nàng. Càng vỗ thì ngọn lửa càng nhiều. Quần áo thành chóng bị nó thôn phệ. Da thịt trơn mịn trong suốt như ngọc đều lộ hết ra ngoài. Trong lòng thiếu nữ hoảng hốt vô cùng. Nàng gấp gáp vận chuyển huyền khí ngừng tụ thành nước, ý đồ muốn dập tắt đám lửa kia đi. Ai biết được hành động này hoàn toàn không hề có tác dụng gì. Trong nháy mắt, đám lửa thiêu rụi sạch sẽ quần áo trên hai cánh tay nàng. Đôi tay mềm mại xinh đẹp giống như mỡ dây, được bạch ngọc điều khắc lộ ra bên ngoài, trắng sáng chói lóa cả mắt. Điều này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của vô số người. Mà đây không phải trộm bấu chốt của vấn đề đâu quan trọng chính là những đốm lửa kia giống như tiểu ác ma nhảy nhót tưng bừng chúng nó luồn tới chân váy bà vai hai đuôi tấm lưng của nàng a à... thêm được kia đã bao giờ gặp phải trường hợp này đâu nàng lập tức mất hết cả ý thức tay chân vội vàng vỗ loạn xạ một trận có điều càng vỗ thì đốm lửa đó càng nhiều quái lạ hơn nữa là đó không đốt ra thịt chỉ đốt mỗi quần áo mà thôi tương bằng da thịt trắng nõn đấp lánh tựa như mỹ ngọc lộ ra trong các lỗ thủ quần áo mềm mại đẹp mắt nhìn rõ mồn một, một. tựa như đây chính là phòng cảnh động lòng nhất thế gian lâm bắc thần cũng nhìn đến ngu người luôn chuyện gì thế này còn mẹ nó đúng là ta môn mà thuật không chế hỏa diễm của mình thăng cấp rồi không những có thể đốt quần áo của bản thân mà còn có thể đốt quần áo của người khác Vấn đề chính là tại sao chỉ đốt quần áo chứ không đốt người vậy. Người khác sẽ không cho rằng ta cố ý làm thế này đây chứ. Đổi lưu manh nhà ngươi. Tiểu nữ tóc dài kia màu vàng nhạt trực tiếp thực đến phát khóc. Ngay lập tức quần áo trên người nàng đã bị đốt ra nhiều lỗ thủng to bằng bàn tay. Đừng động. Đâm bắc thần lớn tiếng nói ta đến giúp người dập lửa này. Hắn chính khí đẫm liệt xông đến vỗ vỗ tán loạn lên người của thiếu nữ kia. Bột bộp bộp. Âm thanh bột bộp cực kỳ có tiết tấu vang lên trên võ đài. Lần này đâm Bắc Thần thế mà không chiếm chỗ hời của người khác nữa. Trên thực tế thì ngay cả bản thân của hắn cũng có chút hoang mang. Ở trước mặt mọi người nghịch ra lửa, chỉ đốt trái quần áo chứ không đốt người. Nói việc này không phải cố ý, căn bản không ai tin đâu nha. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng oan uổng. Làm sao bây giờ? Thanh danh của bản thân không phải sắp bị hủy hoại rồi đấy. Hắn sắp khóc đến nơi rồi đây. Chờ đã. Còn mẹ nó, đó, mình lấy đâu ra thanh danh chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên phản ứng lại. Thiết tập làm người muốn danh tiếng, căn bản không phù hợp với hắn. Thế là hắn vẫn bình tĩnh hơn, tập trung nhìn vào. Ấy, bởi vì những cái lỗ của bản thân mà đốm lửa trên người thiếu nữ tóc vàng đã bị vỗ gần hết rồi này. Chà chà, nhìn thấy chưa? Dập lửa vẫn phải dựa vào ta đấy nhá. Hắn vội vàng vỗ thêm một lần nữa. Bốp, bốp, bốp. Cuối cùng cũng dập tắt những đốm lửa trên người thiêu nữ kia. Vỗ tay đến mức đỏ hết cả tay. Nhưng mà quần áo của cô nương này lại xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Da thịt trắng mịn óng ánh, làn da thì trắng như mạch ngọc, búng nhà một cái là có thể ra nước. Ngay cả một vài chỗ bí mật cũng như ẩn như hiện, đúng là cảnh xuân vui nhộn vô cùng. Còn may là Lâm Bác Thần phản ứng cực nhanh. Hắn tải xuống một bộ quần áo choàng Trong nháy mắt khi lửa tắt, liền luống cuống tay chân mặc lên người thiếu nữ kia. Động tác nhanh nhẹn, vô cùng thanh thạo, đủ để đảm bảo phong cảnh xuân sắc vừa nãy. Chỉ có mình hắn là nhìn thấy được ngay cả ống kính ở xung quanh cũng không bắt được khoảnh khắc ấy. Dù sao thì Lâm Đại Thiếu cũng là người có tấm lòng lương thiện mà. Ở trước mặt mọi người, nếu mà thật sự vì sai lầm nhất thời của bản thân, mà làm cho cô nương nhà người ta bại lộ cơ thể, canh vàng lá ngọc, thành xanh bị hủy hoại, vậy đúng là tạo nghiệt rồi. Cũng may là ánh lửa chớp lóe liên tục, quảng diễm che quất, cho nên những người khác ở xung quanh võ đài đều không nhìn rõ gì cả ngoại trừ một người chính là bản thân lâm đại thiếu xung quanh võ đài vẫn dừng im lặng một cách chết chóc trên võ đài thiếu nữ tóc dài vàng nhạt cũng vô thức nắm chặt trường bao của lâm bắc thần cơ thể run lên bần bật biến cố đột nhiên xảy ra lập tức khiến trái tim của nàng sụp đổ lâm bắc thần gãi gãi cái gáy ngây thở nói ấy ấy khi nãy nhất thời đỡ tay lực lượng của ngọn lửa này ngay cả ta cũng không khống chế nổi. Bình thường cũng hay đốt mất quần áo của mình. Thiêm đỡ tức giận nhìn hắn, đôi mắt cứ như hai thanh kiếm sắc bén. Lâm Bắc Thần cố gắng nói, người sẽ lỡ tay, ngựa sẽ có hở móng thôi. thêm đỡ kia không nói câu nào, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt anh lên giọt nước mắt. Cùng lúc đó nàng chỉ cảm thấy hai đỉnh núi trước ngực, giữa hồng và mông sau khi bị Lâm Bắc Thần vỗ qua, giờ đây trở nên đau đớn bỏng rát. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên vùng trắng nõn trước ngực có mấy dấu tay thật rõ. Ngay lập tức, một sự xấu hổ và lẫn giận dữ không khống chế được tràn ra trong lòng của nàng. Đồ chó này, cho dù người không cố ý, nhưng lúc dập lửa không thể nhẹ nhàng một chút sao, sừng hết cả lên rồi. Hai mắt của thiếu nữ như đào, hận không thể băm phẳm lâm bắc thần ra thành trăm mảnh ấy ấy ta thật sự cố ý à không 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 phải cố ý lâm bắc thần bị nhìn đến chột dạ tí thì nói nhầm hắn định nọt cười nói người coi kìa bây giờ dáng vẻ của người thật sự càng mê người hơn mái tóc vàng nhạt váy dài bồng bềnh áo choàng của nam cỡ một mặc lên người không phải rất bồng bềnh sao việc của ta và ngươi chưa xong đâu Tiếng được hùng ác trừng mắt với lâm bắc thần Nàng xoay người trời khỏi nhảy khỏi võ đài Hả? Lâm Bắc Thần vội vàng nói Đừng kéo ra bên ngoài Không được thì đánh nhau trả thù đi Người nhớ kỹ cho ta Ta tên là Thẩm Bích Quân Giọng nói của thiếu nữ truyền đến từ nơi xa Ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu Ây, ấy ấy Chơi không đổi rồi Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía trọng tài chính Lâm Bắc Thần giành chiến thắng Tiến vào phòng sau trọng tài chính tuyên bố kết quả của trận tỷ thí. Lâm Bắc Thần vô cùng oan ức đi xuống võ đài. Lần này tổn thất lớn mà, trêu chọc phải một nữ nhân thì không nói, còn tốn mất một bộ quần áo. Áo choàng kia có giá tận 10 tiền bạc đấy. Đi được vài bước, bỗng sừng hắn nhớ ra đã quên mất một việc gì đó. A. À... Lâm Bắc Thần vỗ đầu nhảy xuống bên cạnh trọng tài chính. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt hắn quay lại chính giữa võ đài lộ ra nụ cười chuyên nghiệp mang tính tượng trưng lòng bàn tay mở ra liền xuất hiện một bình ngọc bích cây đó hắn mở đắp chai quảng vũ định khôn đan sợ bốc hỏa thì ăn một viên mặt lạnh sải ngấy bầu bạn với người khiến tinh thần tỉnh táo để tù luyện huyền khí một viên chỉ có giá một tiền vàng không hề đắt chút nào người xem ta này vừa nãy hòa khí lớn như thế huyền khí bị mất khống chế nếu như lúc nãy trước khi tỉ thí ta dùng một viên định khôn đan, thì hiện tại ta sẽ không bị vị mỹ nữ kia kỳ hận trong lòng rồi. Hắn đổ ra một viên đan dược màu đỏ sậm từ trong bình ngọc, giống như nhai đậu đỏ nuốt kệ ực. Ừ, mùi vị cực ngon. Trời đậu, đúng là khó ăn. Quay về, phải bảo ông chủ của Quảng phủ Đường thêm tiền mới được. Lâm Bắc Thần hoàn thành xong công việc, liền chậm rãi bước xuống võ đài sau khi xung quanh võ đài im lặng một lúc, bỗng dưng mọi người lại cười vang lên. Đây chính là Lâm Bắc Thần, là đồn não tan của Vân Mộng Thành. Mặc kệ là trường hợp chính thức cỡ nào, hắn đều có thể làm ra những việc không bình thường. Trên khán đài quan sát tại khu VIP, việc này đúng là không chấp nhận được. Có quan viên đến từ phòng giáo dục tức giận nói, phải đấy, trước mặt mọi người, thật là suy đổi đạo đức. Một người khác tức giận không chịu nổi nói Khóe miệng của ưng phụ kỳ Khét nở nụ cười lạnh Không nói câu nào Thôi thành chủ Lợi bác thần này đúng là vô sĩ Con người với đạo đức bại hoại Cần phải nghiêm trị dạy dỗ mới được Mà không sẽ khiến cho hình tượng Của Vân Mộng Thành sụp đổ Lẽ nào thiên kiêu mà Vân Mộng Thành bồi dưỡng ra Được có bộ mặt này sao Vị quan viên mở miệng nói đầu tiên của phòng giáo dục cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi. Thôi hạo mỉm cười nói, bốn thành chủ không quản được việc của thần quyến giả. Vị quan viên đó sắc mặt âm u, hắn còn muốn nói gì đó. Thôi hạo ngắt lời, sau đó hắn cười ha ha. Quấn chi võ giả giao thủ, đủ loại sự việc đều có thể xảy ra. Lâm Bắc Thần mới lĩnh ngộ huyền khí hệ hỏa, nhất thời lỡ tay cũng là việc bình thường. Các vị đại nhân không cần ẩm ý quá làm gì, Người... <laughs> quan viên kia biến sắc mặt. Thôi thành chủ, ngược lại là người rất bảo vệ lầm bắc thần đó nhỉ? Thôi hạo đúng tình hợp lý, lại nói. Thiền kiều cao cấp của Vân Mộng Thanh, ta không bảo vệ, thì ai bảo vệ hắn đây? Vị quan viên của phòng giáo dục lập tức á khẩu không nói được gì. Ưng vô kỵ ở bên cạnh liếc nhìn thôi hạo một cái sầu hoắm. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia âm u, sau đó hóa thành vẻ tàn nhẫn ẩn sâu vào trong đáy mắt, biến mất không thấy đầu nữa. Chiến đấu trên võ đài vẫn được tiếp tục. Các thiên kiều đến từ thành phố khác, đánh nhau thành một cái gọi là sấm sét âm âm, sặc sỡ vùi nhộn. Thật sự đánh ra trình độ, phòng thái, rồi cả dáng vẻ anh tài của các thiếu nam thiếu nữ. Đến tầm 3 giờ chiều, toàn bộ lượt thi đấu thứ hai đều kết thúc. 17 người còn lại tiến vào lượt thi đấu thứ ba. Kết quả rút thăm thì Lâm Bắc Thần thẳng tay rút phải rượt trống, thuận tiện bước vào phòng tiếp theo. Wow, Lâm đại ca may mắn quá đi. Hàn bất hối lớn tiếng nói, quá tuyệt vời, có thể tiến thêm một bước rồi. Trên trán của Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện vạch đen. Tên lắm chuyện này, sao lại hùng dữ đến thế? Tiến thêm một bước, cái đầu ca ca ngươi. Ta đâu có phải lên đài chém đầu đâu. Cơ mà hắn nhanh chóng tiến thêm một bước, Đi, quay về vận động tập thể đi. Lâm Bắc Thần vung tay, dẫn theo Bạch Khâm Vân, Tiểu Bính Cam, Thường Bình Quỹ, thậm chí ngay cả chủ nhiệm khối năm ba cũng dẫn đi luật Quay về trúc viện tiến hành luyện tập giữ sức. Suy cho cùng, thì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Như này thì không tốt cho lắm. Trợ lý tạm thời là đường thiên làm trả nói. Mọi người đều đang nhìn đấy. Lâm Bắc Thần đắc ý nói. Không sao, hôm nay đánh xong ba lượt thôi. Lượt thứ tư mới bắt đầu. Thực lực ta mạnh như thế, hoàn toàn không cần đi tìm hiểu đối thủ. Ngày mai lên sân trò trận búa là được rồi. Yên tâm đi, đường lão sư à, quán quân nhất định là của ta. Các lãnh đạo của phòng giáo dục đều đang nhìn các người đấy. Đường thiên nhỏ giọng nói. Mà kệ đi, những lãnh đạo đó không quan trọng. Lâm Bắc Thần nói, cho dù bây giờ bọn họ tức giận, thì chờ ngày mai ta lấy được chức vị quán quân. Hờ hờ, đến lúc đó, bọn họ nhìn ta đảm bảo sẽ càng thân thiện hơn, đúng không nào? Đường thiên thật sự có chút bị dọa cho chết khiếp. Hắn vội vàng che miệng lâm bắc thần, sợ người này lại nói ra mấy lời vớ vẩn gì đó, trêu chọc thị phi. Hắn vội vàng nói, thiếu giả, ngài nhanh đi đi, đừng ở đây tiếp tục nói bà hòa trích trẻ nữa, Lực nhìn bóng lưng Lâm Bắc Thần trời đi. Sau viên đường thiên của Thái Đạo rơi vào trong trầm tư. Đây chính là phong thái của thiên kiêu cấp bậc hàng đầu sao? Đây chính là tư duy khác người của thiên kiêu à? Chỉ còn như thế mới có thể trở thành đầu sỏ trắng. Thiên kiêu cấp bậc cao đều tự tin như vậy sao? Xem ra bản thân phải cẩn thận suy nghĩ lại tác phong hành sự và thái độ khi làm việc mới được. Không thể quá nghiêng về loại hình nhân cách. Đường Thiên Võng Dương cảm thấy kinh nghiệm nhân sinh của bản thân được nâng cao lên. Hắn xoay người, đi về, tiếp tục làm công việc quản lý của mình. Nhưng thần thái và cử chỉ lại ngẩng đầu ưỡn ngực, toát lên vẻ kiêu ngạo hơn nhiều. Bên trong trúc viện, quần lãng là một kiểu thái độ. cuồng lãng không chịu sự ràng buộc. cuồng lãng ơi, cuồng lãng à. Tiếng hát cuồng lãng bày lượn trong trúc viện mang theo một sức mạnh mà tính bày theo gió. Không nói lời nào đã trót vào trong tài tất cả mọi người. Trong tiếng hát này, Lâm Bắc Thần đứng phía trước dẫn tập. Được rồi, bà xét 9.000 cái squat hoàn thành. Tiếp theo là nhảy sang tay chân búp què. Tiến hành giao chéo, mỗi thứ 3 xét 3.000 cái. Đến đây, vỗ theo nhịp của động tác để mọi người cùng nhau hài lại lịch. Nhìn động tác của ta đây, Vị trí chính giữa cần tư thế chính xác. Lâm Bắc Thần đang rất cố gắng. Hôm nay là ngày cuối cùng trong nhiệm vụ tính ngẫu nhiên. Trong lòng Lâm Bắc Thần có chút hoang mang. Bởi vì sư phụ đinh tam thạch của hắn, cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Chuyện này đừng nói là trong lúc mấu chốt bị lão đình làm cho mệt chứ. Vậy thì thật sự sẽ bị giang tự lưu đánh chết trên lôi đài thôi. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ tới lời dặn dò của tần chủ tế. Tuyệt đối không thể ký giấy sinh tử gì đó với Giang Tự Lưu. Cứ như vậy, cho dù nhiệm vụ tính ngẫu nhiên lần này thất bại, không thể tiến vào cảnh giới võ đạo tổng sự. Cả khi Giang Tự Lưu muốn đánh chết hắn thì <laughs> cũng không có cơ hội đâu. Suy nghĩ xoay chuyển trăm ngàn lần, Lâm Bắc Thần tiếp tục dẫn đầu luyện tập. Một giờ sau, được rồi vận động tập thể ngày cuối cùng kết thúc lâm bắc thần xoay người nói tu vi của mọi người đều được đề cao hơn hẳn không phụ sự kỳ vọng của kiếm trì chủ quân cái gì kết thúc rồi ư ngày mai không có nữa sao tại sao không tiếp tục chứ mọi người vừa nghe thấy vận động tập thể hoàn toàn kết thúc cả đám lập tức có chút không nữa hiệu quả tu luyện của mấy ngày này thật sự rất tốt Hắn vắt hối thăng cấp liền tù tì sáu cảnh giới, trực tiếp đạt đến cảnh giới võ sĩ cấp 8. Thiên thiến và thiên thiền đều có tu vi cảnh giới võ sĩ cấp 4. Tiêu bến cam thì trực tiếp đề cao thành cảnh giới võ sư cấp 3. Mà thôi minh quỹ, sở ngân, phan nguy mẫn, lưu khải hải. Mỗi người đều thăng cấp lên hai cảnh giới võ đạo. Đặc biệt là hai người sở phan. Cả hai lập tức phá vỡ trào chắn giữa võ sư và võ đạo tổng sự thực sự bước qua đại cảnh giới. Hiện tại chỉ cần cố gắng củng cố vững chắc, không mất bao lâu là có thể hoàn toàn trở thành võ đạo tông sư. Hiệu quả tu luyện như vậy có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu như chỉ có một người như thế, vậy thì còn có thể giải thích là vì may mắn. Nhưng phàm là người tham gia hội vận động tập thể, thì bằng mắt thường đều có thể thấy cả đám trở nên mạnh hơn trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, cả người thăng cấp tận mấy cảnh giới. Đây không phải là sự may mắn gì hết, mà là công pháp đó quả thật rất thần kỳ. Đây chính là cơ hội tu luyện ngàn năm hiếm thấy đấy. Thời gian 5 ngày thật sự quá ngắn mà. Nếu như có thể luyện tập suốt ngày thì thật là tốt. Lâm Bắc Thần chính trực nói, con người không thể có lòng tham không đáy được. Các vị xin hãy biết rằng, trong thần chú của kiếm tri chủ quân đã nói rõ ràng chỉ có thể tu luyện trong năm ngày không được bớt đi một ngày cũng không được thêm một ngày bằng không sẽ không còn hiệu quả nữa lắm chuyện hiệu quả của nhiệm vụ kíp biến mất cho dù ngươi ngày nào cũng nâng cao chân một ngàn cái gập bụng một ngàn cái thì cũng không có kết quả gì đâu tiếp tục tu luyện thêm mấy ngày vậy không phải sẽ mắc sai lầm sao sư phụ Người cảm thấy thế nào rồi? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Đinh Tam Thạch. Bây giờ vị này mới là quan trọng đấy. Đinh Tam Thạch tỉnh bị cảm ứng lực lượng sôi trào trong cơ thể. Trên gương mặt ông ta nở nụ cười tự tin nói. Tu luyện trong hai ngày, tu vi tăng mạnh, dường như có dấu hiệu đột phá rồi. Khoảng cách từ đây đến cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 7 không còn xa nữa. Cùng lắm là thêm giam ba ngày, liền có thể đột phá trực tiếp tiến vào cảnh giới cấp 7. Xung quanh vang lên tiếng reo hò. Cảnh giới võ đạo tông sư cấp 7 mới chính là phạm vi cường giả chân chính. Đến đây đã có thể coi như là đại tông sư. Cơ mà trong lòng Lâm Bắc Thần lại có chút đau xót. Sư phụ ơi, ngài đang hố đổ đệ mà. Thêm giam ba ngày nữa, có khi hoa cải vàng cũng đã lạnh rồi. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sẽ thất bại đấy nhưng mà hắn cũng không thể phàn nàn gì hết mấy ngày nay sư phụ luôn dốc sức tu luyện chưa từng chậm trễ thế nào việc tu luyện này cũng không thể gấp gáp được bằng không sẽ dễ dàng bị tàu hỏa nhập ma sư phụ chỉ cần tập trung tu luyện là ổn rồi chiến đấu trên biển vào năm ngày sau nhất định có thể đột phá thành công lập bác thần mỉm cười nói đinh tam thạch cũng gật đầu trong lòng tràn ngập sự tự tin Thật ra trong mấy ngày này, ông ta hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 7. Chỉ là bởi vì lập ra kế hoạch tu luyện dành riêng cho Lâm Bắc Thần, tìm kiếm bí tịch tu luyện. Vậy nên đã lãng phí chút ít thời gian. Bằng không thì chỉ sợ bản thân đã là võ đạo tổng sư cấp 7 từ lâu. Thiếu gia, cơm tối chuẩn bị xong rồi. Vương Trung không bỏ lỡ thời cơ xuất hiện. Mọi người tự mình tắm rửa, Lâm Bắc Thần tìm đến Phan Huy Mẫn và Lưu Khải Hải. Hắn nói, chuyện đàn phương nghiên cứu đến đâu rồi? Người không hỏi thì ta cũng quên mất. Lưu Khải Hải vui mừng nói, thân quả đó thật sự đúng là tuyệt vời. Chỉ cần phối hợp với ngũ vị dược làm dẫn, không cần luyện chế thành đan. Chỉ vội dùng mật ong hoàng dã chế thành các viên là có thể phát huy hiệu quả của nó đến mức lớn nhất. Tất cả mọi thứ đã thành công. Chúng ta lấy tên phương thuốc này là thần quyến hoàn hai mắt của lâm bắc thần sáng lên thật sao hiệu quả thế nào phan nguy mẫn nói rất tốt còn có hiệu quả với cả võ đạo tông sư sao cơ đôi mắt của lâm bắc thần sáng lên chính phan nguy mẫn bây giờ cũng được coi là một võ đạo tông sư vì vậy nên có quyền phát ngôn nhanh lên chuẩn bị cho lão đình mấy viên cái gì hoàn ấy nhỉ lâm bắc thần vội vàng nói là thần quyến hoàn Lưu Khải Hải nói Cái tên này không hay cho lắm Lớp bác thần sờ cầm Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói Vừa nãy không phải ngươi nói Cần tăng thêm thần quả Tổng cộng sáu mùi dược nhỉ Thế này đi cứ gọi là lục vị thần hoàn đan Càng phong cách hơn rồi Được Ánh mắt của hai người Lưu Khải Hải và Phan Ngụy Mẫn Đồng thời sáng lên Bọn hắn đều cảm thấy cái tên này rất đặc sắc. Nếu như có số lượng lớn thần quả thì tốt, bằng không thiếu mất chủ dược, hiệu quả sẽ không có đâu. Lưu Khải Hải lại nói, việc này thì để ta nghĩ cách. Lập Bắc Thần trả lời, cùng lắm thì lại đi tìm kiếm tuyết vô danh, mùa xích chu quả là xong. Dù sao thì chỉ cần lượng tiêu thụ lục vị thần hoàng hoàn đủ tốt, thì sẽ có nguồn tiềm và hàng liên tục. Lâm Bắc Thần lấy bình đầu tiên của lục vị thần hoàng hoàn đặt ở vị trí của hai chủ nhiệm. Lục ăn cơm tối rào cho đình tạm thạch. Sau khi giới thiệu công dụng trong đó rồi với uyển chuyển nói Sư phụ, mấy hôm nay mí mắt ta cứ giật giật. Hình như xảy ra chuyện rồi thì phải. Người nhanh chóng tiến vào cảnh giới võ đạo tổng sự cấp 7 mới được. Nếu không một khi xuất hiện phiền phức, không có võ đạo đại tổng sự chống đỡ thì rất dễ xảy ra vấn đề. Đinh Tam Thạch nhận bình rượu kia, hắn gật đầu nói, cũng được, ta sẽ cố gắng đột phá. Lâm Bắc Thần nói, tốt nhất là có thể đột phá trước đêm nay đi. Đinh Tam Thạch hơi kinh ngạc nhìn hắn, dường như có điều suy tư. Ông ta gật đầu trả lời, ta sẽ tranh thủ. Sau giờ cơm tối, những người khác rời khỏi nơi đây. Lâm Bắc Thần đang tính kéo tiểu bính cam, tiếp tục tu luyện vô tường kiếm cốt, thì lại có khách không mời mà đến tận nhà viếng thăm là ngươi à lâm bắc thần kinh ngạc liếc nhìn giang tự lưu không mời bà đến ngươi tới đây làm gì tay trái của giang tự lưu cầm một vỏ rượu tay phải xách ít thức ăn khô hắn cười híp mắt nói đến bàn chút chuyện rất quan trọng với bạn học lâm không biết có tiện nghi không nhỉ lâm bắc thần hơi suy tư hắn vui mừng nói cuối cùng thì ngươi cũng đã nghĩ thông rồi hả băng long làm kiếm nhân của ta sao? Trên trán Giang Tử Lưu hiện đầy sọc đen. Không phải. Lâm Bắc Thần chặn cửa nói. Vậy không có gì để nói hết. Mời người quay về cho. Là có chuyện quan trọng khác. Người nhất định sẽ có hứng thú đấy. Giang Tử Lưu mỉm cười nói. Thật vậy sao? Lâm Bắc Thần nghĩ lại. Sau đó mở cửa, hậm hực nói. Được rồi, mời vào. Cứ mà nói trước nhé. Người như ta rất chính trực mềm cứng không ăn. Phú quý không thể vấn bệnh. Làm chính nhân quân tử không chịu sự khuất phục của vũ lực. Người đừng mơ dùng chút rượu nhắm mày mà gây nhiễu ta. Sang tự lưu đánh giá phòng cảnh trong trúc viện. Hắn tán thưởng nói. Lấy tĩnh trọng đáo trúc thủy tương hòa, như thế ngoại đảo viên. Nơi ở của bạn học Lâm đúng là lịch sự tào nhã. Nói những người đi. Lâm Bắc Thần đáp trả. Sang tự lưu nói nơi này rất đẹp. Hắn mở vò rượu ra, một hương thơm thấm vào ruột gan tràn ngập khắp không khí. Bạn học Lâm rất thích uống rượu, cho nên đặc biệt cầm tinh hà túy đặc khúc nổi tiếng nhất trong triều Huy Thành đến mời bạn học Lâm thưởng thức đây. sang tử lưu nhẹ nhàng vỗ vào bình rượu. Một giọt rượu tựa như là thiên hà kinh không bắn về phía của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần há mồm hít một hơi, nuốt ực ực ngụm rượu ấm áp thuần hậu vào miệng hóa thành một cỗ nhiệt lưu tràn ra khắp tứ chi xương cốt tinh thần cả người lập tức phấn chấn sáng sủa thêm vài phần rượu ngon lâm bắc thần cười lớn sau đó lại hỏi người không hạ độc vào trong rượu đây chứ giang tự lục cười nói bạn học lâm cứ đùa nói xong hắn trót ra một cây bát ngửa đầu uống cạn thình 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 trong rừng trúc bên ngoài sân có tiếng hét truyền đến. Đây là... Giang tự lưu tò mò nói. Lâm Bắc Thần uống liền tủ tì ba bát rồi lại nói. Ồ, là chiến sủng và nhân sủng của ta đang đánh nhau để luyện tập thôi. Nhân súng Giang tự lưu ngờ ngác. Lâm Bắc Thần vừa lau vết rượu bên mép vừa nói. Một tên suốt ngày phát mặt đến cỏ cơm. Tuy là người, nhưng chẳng khác gì sủng vật. Giang tự lưu mỉm cười càng tiếp xúc nhiều với Lâm Bắc Thần thì hắn càng thích thú với con người này hơn.